À, những khoảnh khắc này thì cũng gây nuối tiếc. Bên cạnh đó, nói chung là thể thao mà lúc nào cũng sẽ có hai cái chiều hướng đối lập á. À, đấy, anh em sẽ thấy là vui mừng của Gam thì là một cái nỗi buồn của phía SE. Kiểu nó sẽ có những cái đối lập anh em. Ví dụ sắp tới MSI. MSI anh em sẽ thấy Levi đang cực buồn. Levi đang ngồi ở dưới phía dưới sân khấu đi thẫn thờ. Nhìn ở phía trên sân khấu Faker, Kerea, Honor, Judd và Gumayusi nâng chiếc cúp MSI. Một nỗi buồn man mác trên người đội trưởng captain của Việt Nam khi mà để thua Team One 3-2 đầy tiếc nuối ở trận chung kết final MSI. À, những khoảnh khắc đó cộng với cả nỗi buồn man mác của Levi là nỗi buồn của hàng triệu người Việt Nam đang theo dệt dõi trên kênh VCS đó. Thể thao nó là như vậy. Nếu mà gà mờ mà Gà mờ, gà ok. mờ rồi, gà stay clear đó. nó bắt Wukong công với đầu tôi lớp đó, khả năng cao nó sẽ Wukong công, nó còn vi luôn á, có thể đánh mình. Nó Wukong công lên đất mình vi bờ gâm hả? Ừ, hoặc là Renata, hoặc là vi với Renata. Wukong Rồi nè, bây giờ rồi nè, như ở nhà mình tính á thì lót này mình sẽ bắt cùng vi với luôn Renata, vi hoặc Seju. vi hoặc Seju. Nếu mà bây giờ đánh đội hình basic á thì mình bắt Seju với luôn đây luôn. Khải, vi hay Seju Khải? Khải chọn tên Khải Vi. Chọn hả? Ừ. Chọn là chọn Vi. Rồi cho Khải Vi. Và đúng với lại dùng em luôn. Thì sao? Ừ được. Còn mấy đúng không bọn? Được, được, được. Rồi. Đội hình này ai mở trước là người đó có lợi thế nha anh em. Đúng rồi. Anh nói rồi, trong cặp trận này mà cứ lát bay nói ra ra động thằng đúng không rồi giết đó, lên. ok đó. Hiểu không? Con clip nó làm cái gì kệ nó. Chừng khi nào mà mình làm một phát cho nó chết luôn á thì mình bắt nó. Còn không á là cứ me con ngộ không. Thật là lâu cái lút. Nè anh em coi chừng anh em. Ê bao vụ được không, mày coi dùng game của em chết nha. Ê nó chết đây nè, nó chết đây nè. Rồi rồi nè. rồi canh nhìn thằng này Ai luôn, này thằng này nó luôn. sẽ giả đâu mày Ê ơi, đi ơi. Nè che em, mày che em mày anh em. Qua đây bờ, qua đây bờ, rồi. Chị bờ cái nào mày? Vui lê bi, lê bi, lê bi, lê bi. Bây giờ nào mày? Còn nó, ơ tôi lát này, không lát cãi, không lát cãi, không lát cãi, không lát cãi. Hay đúng, hay đúng, hay đúng. Rồi. Chào ông địa luôn. Ai địa ăn, cho địa ăn, cho địa ăn, cho địa ăn. Anh đi, anh đi, anh đi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi. Anh lẹ hả? Em coi bờ mít, tiếp mít nào, coi bờ tiếp mít nào. Qua nào đó. Ờ không. Tại vì cái bệ tướng anh em, cái bệ tướng của hai đội là nó chỉ có nhiêu đó con thôi ạ. Rồi hầu đuổi đuổi đi nha, đuổi đi nha, đuổi nha, hiểu ở đây nha, hiểu ở đây nha. Anh em có xuống đây. Canh làm nó nhịp đi em, canh ngắm đi em, hụ đi em, hụ đi em, hụ đi anh em. Hụ nó lấy chủ coi. Anh tới nè mày. Canh lá đi chị Trung đưa xuống được á. Canh lá đi. Hụ nó lấy chủ coi. Chung lá chung ơi. Anh tới nè mày. Canh lá đi chị Trung đưa xuống được á. Canh lá đi anh em. Rồi. Đưa xuống nè, đưa sau lưng nè Trung này. Ơ cái nhìn thấy sau lưng này, sau lưng này. Nhìn đây không bên này, nhìn đây không gờ, nó tới không gờ. Hai giai điệu A lấy chết rồi. Quay lại. Ê, xíu. Cũng còn R nha anh em. Còn còn R. Nó còn một cái R, nó còn một cái R. Ai em có A, ai em có A. Ê, con lít không gờ, con lít không gờ đâu, lít không gờ đâu. Con hết máu rồi, con hết máu rồi. Khó vô nha. Ai này, con A, con công A. Điều con anh em ơi. Lấy chanh lá theo đồng hồ, lấy chanh lá theo đồng hồ. Hai chung ơi. Ơ anh em cần của chí đơ anh em ơi, đơ mạnh lắm anh em ơi. Nè, em liền liền em phá mất tiếp xong em mới lộn, phá mất tiếp xong em mới lộn nó tiền bị ra, nó tiền bị ra, nó tụi mình ăn nó giờ bồi đàm cái rồi quay lại. Nó sẽ cầm tiền cái trên nè, cái trên nè, cái trên nè. Phiêu ra không tiền bị đâu. Vô đi, vô đi. Cả nhìn cả chung. Bơ nhìn bơ. Nè. Đang nhìn. Ai chứ nè, ăn lít luôn, ăn lít luôn rồi. Lít đang bị. Xong nó chưa. À để bắn nha, để nha. Ăn qua lại nè. Lít cái đồng hồ, Em hết rồi. Con này nó là một cái mà bên phía của xe không định hình được cái cự ly đội hình á, cự ly đội hình như nào á, kiểu dạng cứ nghĩ là mở vô là sẽ ngon rồi các thứ á, nhưng mà khi mà mình mở á, cái quan trọng của việc mà những con tướng mở là cái gì, cái việc của những con tướng mở thì nó sẽ bao gồm cái khả năng để mà tạo ra một tình huống giao tranh, hay nói cụ thể hơn là những con tướng mở sẽ là những con tướng tạo tiền đề và không gian cho xạ thủ của mình, hoặc là những con tướng có sát thương gây sát thương. Chứ bây giờ mình mở mà mình không có sát thương thì nó bằng con số 0. Anh em hình dung ra được không? Nó quay trở lại với cái Vậy lý nè, thuyết của Linh đó, là cái không gian gây sát thương cho đồng đội của mình đó. Click luôn ai, click luôn rồi. Click đang bị xong xong nè xong 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 Để canh thời điểm sao anh cho em nó bắn hợp nha. lý. Và cái thời điểm đó thì nó đến từ cái cự ly đội hình của mình, là những con tướng như là quen có vô vị trí đẹp hay không, để khi mà mình mở là mình vô cái nhịp của gây sát thương của con quen, hoặc là con xạ thủ của mình có đứng gần hay không để mà nó chồng thêm đam. Nè Thì nè nha. ý nghĩa mở Em là qua như lại vậy nè. anh em, Lấy cái đồng hồ, Em hết rồi. ý nghĩa mở là như vậy. Anh em của công, ai của công được á. Chứ của công anh đây.
nó. Anh em ơi, lỗi Khải rồi. Làm việc nó. Chào mày ạ. Không sao mày nha. Bơ, nếu mà được á bơ, em mà che, em có thể nhìn cái được là em che mạnh vậy bơ. Em nói cho Khải biết trước bơ. Rồi, rồi. Hiểu không bơ? Em nói cho Khải biết trước để có gì Khải nhìn được dòng gần bên kia. Khải đáng dòng gần xong Khải nhìn như nào Khải cover em sớm hay là không cover em để gì hai anh em nói nhau trước. Còn nếu mà em mới vô em tự im chạy lớn vậy kiểu Khải nó cũng lo cho em á, nó cũng không xử lý kịp. Đâu có bất cụ cọc. Em mới vô em ví dụ như là mấy cái câu này của Ballet á thì nó gọi là sao ta? Ví dụ như bây giờ á cái mấy cái câu này thì nó sẽ đúng ở cách đây khoảng chừng 3 năm trước. Ha, còn bây giờ á là những pro player á, nếu mà muốn mà kiểu như là muốn chơi hoặc là như thế nào á mà bây giờ nói những cái câu này cảm giác như là nó hơi bị lạc hậu á. Nó hơi bị lạc hậu á, tại vì nó thể hiện được Ember nó không có hiểu về chất tướng của team. Ví dụ team cần gì và Ember có thể đáp ứng được điều gì cho team. Ví dụ như là trong cái tại vì nó phải hiểu bao quát của cả những khu vực đường khác nữa anh em, hiểu luôn cả cái vòng rừng của DNK như thế nào nữa. À, thì lúc đó thì nó mới xác định là cái kèo này mình nên đánh như thế nào. À, nên Ember còn nhiều cái để học lắm anh em. Ngoài top lane thì phải học luôn cả rừng, ít nhất là phải học rừng trước. Học rừng trước thì mới coi cái tác động đến từ rừng của hai phía như thế nào. Rồi sau đó mới hướng ra đường giữa, sau đó mới hướng xuống khu vực đường dưới nữa anh em. Tự im chạy lớn vậy kiểu Khải nó cũng lo cho em á, nó cũng không xử lý kịp. Trong phát bất cụ công tiếp nè. Khải vẫn muốn chơi Vi tiếp đúng không? Ừ. Vi ra Vi hả? Ừ, mình Vi ra đi thôi. Vi ra đi hay Sayu ra đi? Thì đó đang... Kiểu nhiều cái để ha, nhiều cái để học lắm. Tại đâu có phải kiểu game này là game tập thể mà. Ví dụ như là mình cầm kèo thắng đi. Mình cầm kèo... kèo thắng, kèo rắc với lại con Kennen. Ừ. Mà team mình không đánh lên cho mình thì sao? Hoặc là nếu như mà team mình đánh lên cho mình thì mình sẽ đánh như thế nào? Kiểu là như vậy anh em. Sayu là mình sẽ đánh cover. Sayu nè, nghe nè. Mà nó là cái quá trình nó cũng không phải là... Nó không phải là kiểu như là biết liền được đây. Nói chung là quá trình này phải đến từ quá trình tập luyện nữa. Sayu đi. Sayu thì mình đánh đồ hình basic. Đó là lý do tại vì sao mà kiểu như là những cái người mà đánh nhiều lane á. Những người mà đánh nhiều lane á. Họ sẽ hiểu về cái trò chơi nhiều hơn anh em. Ví dụ như một người mà đánh top mid rừng xong rồi cả AD sụp nữa, chung cứ đánh nhiều lên thôi. Nếu bạn nào ví dụ bây giờ mà một cái lời khuyên cho mấy bạn trẻ thì bây giờ cứ chơi nhiều lên. Mình chưa đánh chuyên nghiệp thì mình ráng mà mình chơi những cái lên khác nữa. À, ngoài cái việc mà mình chơi role chính của mình thì mình chơi thêm những cái lên khác nữa để mình hiểu cái cách vận hành của cái đường đó nó sẽ như thế nào. Nó tác động tới như thế nào và có thể tác động tới như cái, thế nào với lại cái lane chính của mình. Sayu thì mình đánh đội hình basic, còn con Vi thì mình đánh đội hình lao vô như nãy được chưa? Để coi team nó có tăng cơ hay không, nó có, này, hiện tại nó có mọi giác à, mình đánh sao? Ý là mình đánh con gì mà mình giết con giác là được. Mình có đánh con gì mà mình có đam giết con giác. Anh nghĩ bây giờ là con cát còn sinh ra là hai con ngon nhất rồi đó, nó lao vô. Đội hình nó lao vô nhiều vậy, nếu mà biết nó không phải DPS á, mình chơi con Vega vẫn được nha. À, cứ bò đó nha anh đây. Chỗ này, phải bích, đó, chỗ này phải bích lo pilot đó. Chỗ này phải bích lo pilot. Tại cái đội hình của cả hai phía, cái đội hình của cả hai phía là nó bắt đầu nó hướng tới, đặc biệt là đội hình của phía SE á, là bắt đầu hướng tới cái việc mà gây sát thương chính cho xạ thủ rồi. À, mid thì có thể là sát thương phụ hoặc là một cái sự bổ sung kèm nào đó. Thì trong trường hợp này bích lo pilot là chuối bơ nhất. Chứ hôm nay không cấm lo pilot. Lụm lo pilot là chuối bơ nhất luôn, chuối luôn. Vega vẫn được nha. Ai, chú bơ đó nha anh Trang. Con Akali gì đấy? Con Akali chú bơ nha. Akali hả? Nếu mà Akali đầu game mình có yếu quá không đó? Không yếu hơn được. Tại vì mid lần nó cũng yếu lắm. Rồi. Từ từ ha. Akali hả? Từ từ hả? Còn Ori. Ori thì sao? Ori em có khó chơi không? Thôi Ori hết không ngon nha. Ori tầm level 6 level 7 không ngon, level 6 level 7 không ngon. Akali. Akali hoặc cáp thôi, em nghĩ vậy. Anh tin nham không? Cho em con Akali. Ok, anh tin em. Akali cho đĩa. Con cắt Sobia không có chơi được, bị con tơm. Ok, bị con tơm. Ok. Ừ, đĩa game này á, đĩa chỉ canh nó am con nào biết không? Đĩa canh am xin ra thôi, không cần am AD nữa đâu, được chưa? Ôi, được rồi, là chúng mấy win nữa nha anh em. Mình phải kéo nhau rải mắt kiếm của công và chắc nha anh em. Ê, win được anh em ơi. Biết rồi đấy, không lát đó nha. Không lát nha. Coi chừng nó kéo em nha đĩa ơi. Anh tin em. Đếp rồi, đếp trước. Kiểu như thật ra thì cái
cái việc mà để nó đã tự tin con Akali á, mà một huấn luyện viên không bích á, nó lại hơi kỳ anh em, nó ảnh hưởng vô cái tâm lý của tuyển thủ. Bây giờ tuyển thủ á, nó nói bây giờ em đang có con này em rất là tự tin ha, anh bích cho em chơi được, em xử lý được cái kèo này, thì thường á, là xác suất cao một huấn luyện viên nào sẽ bích con tướng đó cho họ. Thú thật là như vậy, kể cả huấn luyện viên có nhìn thấy con tướng khác nó tốt hơn nữa và nó ok hơn, nhưng mà thằng tuyển thủ của mình nó đang tự tin con tướng đó rồi, xác suất cao vẫn sẽ bích. Nó là như vậy anh nha. Chứ mà bây giờ nhiều khi bích không bích con cho nó con tướng đó, nó bị xuống tinh thần là một, thứ hai nữa là nhiều vấn đề lắm. Nên cái việc mà tự tin của tuyển thủ, mà tự tin của tuyển thủ là cái điều mà quan trọng nhất ha. Hôm bữa có đi coi Vi Bạc Ti với lại Vịt á, cái lúc mà tôi phân tích cái trận của team Well á, thì anh em vẫn còn nhớ cái khúc mà nó bích con dây con Elise không? Xong rồi tôi mới hỏi anh Vịt à, ê Vịt, sau cái trận đó em bích con Jerry, anh thấy em lắp vô cái cặp mà con Zin với lại con Alistar là vô tuber luôn á, đánh ra cái thế đai trụ luôn á. Xong rồi nó mới kêu, nó mới Vịt á, thì nó mới trả lời là tại vì trước ngày hôm đó thì em đánh ranh, em tự tin con Jerry á, con Jerry em xử lý được nhiều kèo rồi, em đánh ghê lắm đó, em luyện tập con Jerry đánh tốt hơn, nên khi mà ngày hôm đó vô á, thì em nói với lại hai anh huấn luyện viên là con Jerry của em là chuối, em tự tin lắm, xong bích vô con Jerry, kiểu là như vậy anh em. Con tự tin vô con Jerry, xong rồi hôm sau đánh cặp, hôm sau bích ngược trở lại, hôm sau ngày hôm khác á, bích vô cái cặp Jin với lại Alistar y như tôi nói luôn. Tùy vô cái sự tự tin của tuyển thủ anh em. Nhưng mà nói chung là tình huống này thì xác suất cao một huấn luyện viên sẽ bích con tướng tự tin cho player ha. Nước ngoài cũng vậy hả? Vô công lát. Đội hình này tôi thấy ngon nhất là bích Nautilus á. Nautilus thay cho ông Reta. Nautilus nó sẽ có hai tác dụng, nếu như team tấn công á thì nó sẽ là cái con tướng phối hợp tấn công. Còn không á thì nếu theo cái thiên hướng tấn công nha, thì nó có thể nó đẩy cái R vô con Zin. Và khi mà nó đẩy cái R vô con Zin rồi á, là con Zin phải mất khoảng chừng 5 giây hơn mới bắt đầu được gây sát thương. Tại lúc đó con Zin nó phải lùi lại một nhịp để nó có vị trí mà nó, khi mà nó bị trúng cái R của Nautilus á, nó có cái vị trí mà nó an toàn hơn chút xíu. Và sau khi mà nó quay trở lại giao tranh á, thì ít nhất trong cái khoảng thời gian đó thì nó cũng đã mất đi 5 giây rồi. 5 giây thì nó sẽ khiến cho cái nhịp băng vô của con sắt, con Wukong thì lúc đó sẽ thiếu đam của con Zin bồi đắp thêm, kiểu là như vậy ha, thì nó sẽ tạo ra cái cơ hội xoay sở ở phía tuyến trong cho bên phía của SE hoặc là như thế nào đó tùy. Thì cái đó là một trong những cái điểm lợi của con Nautilus ở trong những cái pha giao tranh ha. Còn ngoài ra những cái điểm lợi khác là mở kéo áp lực được các thứ thì anh em có thể hình dung ra được rồi. Hoặc là trong trường hợp á, hoặc là trong trường hợp nếu mà không ném cái R vô con Zin thì ném cái R vô con sắt hoặc là vô công, tùy vào những cái diễn biến cụ thể. Thì ném R vô hai con kia thì mình cũng sẽ tạo khoảng trống cho xạ thủ của mình. Chú này họ xin rồi đó. Hôm nay tôi mới đi Vũng Tàu, mới Vũng Tàu về. Mà anh em biết rồi, đi Vũng Tàu sẽ có hai việc. Thứ nhất là phải ăn bánh bao Long Thành, thứ hai nữa là phải mua sữa tươi Long Thành. Sữa tươi Long Thành uống đúng ngon luôn. Mà bây giờ nó bớt ngon rồi đó. Ngày xưa ngon lắm. Ngày xưa giống như là nó cảm giác giống như là mình uống sữa từ trực tiếp từ con bò vậy đó. Ngon lắm. Con cầu đi lên nha, con cầu đi lên nha. Xin ra hết rồi.
Chưa có đúp ở đâu. À đây lát này, đây, đây hay lát kìa. Nhắc lát luôn, nhắc lát luôn. Ừ, sữa chua cũng ngon. Ngon hơn TH Chumil với lại Vinamil. Anh em mất tinh thần quá. Hai tinh thần đi xuống á. Anh em mất tinh thần quá, tinh thần đi xuống hả? Không sao mấy đứa ơi, cố lên. Bờ ơi, chạy ra nhầm. Quậy ra nhau. Ờ à, sao đợt này nãy giờ bơ ít nói quá ha. Em à. Quậy. Đây nè. Từ từ nghe nói. Chốt. Ý là game này cũng như là game cuối của mình rồi đó. Ừ. Ý là có bị gì mấy game trước thì mình bỏ qua đi. Anh em nhìn, Khải cái game 4 mau cài cái đấm với game trước đi. Đó là một bài học rất là lớn luôn á. Đừng để mình thua game này rồi về nhà mình còn hối hận. Mình ngồi với mấy thằng ngon quá. Rồi rồi rồi, bắt đầu đang có dấu hiệu của anime rồi đúng không? Bắt đầu đang có dấu hiệu của anime rồi đúng không? Ơi, giờ tất cả đều là bom 1. Mình thua không được nhưng mà quan trọng mình thua như thế nào kìa. Mình thua 2 trận hồi nãy, chắc muốn coi luôn á. Cái tinh thần mình xuống á, quan trọng tinh thần của anh em ơi. Đó lấy Vũ Công hoặc Raka nè. Mày lấy Raka trước á. Trời, đó. Trời, bây giờ mình giờ đi Vũ Công. Từ từ, một là mình sẽ đi Vũ Công, hai là mình đi đít Vũ Công. Rồi lấy tròn đơn ra đây đi. Lót thứ ba nè, nó sẽ lấy con bi. Nó sẽ lấy con bi nè. Hoặc là nó sẽ lấy con heo. Nó bị Genis. Xong nó lấy Genis. Mình lấy Nautilus. Lấy em người này. Gagat được không? Liễu Gana. Gagat không có ngon, Mafai hoặc Gana thôi. Với lại game này á, đĩa là người chủ động mở nha. Với lại Khải nha, hai thằng cứ chủ động mở. Mở bung banh khác cũng được á, hiểu không? Thì mình ba thằng nào mở được cứ mở để tạo khoảng trống cho Hunter nó bắn. Không được đi. Tại vì trong cái series BO5 á, hoặc thậm chí là series BO3, hoặc thậm chí là trong một vài những cái đối thủ của mình á, sẽ có một vài những con tướng mà nó là cái mấu chốt ở trong ban bích. Đó lý do tại sao mà anh em sẽ thấy là những cái team họ rất là không muốn cái việc mà phá ban bích. Phá ban bích ở đây là sao? Kiểu như là thay đổi lượt cấm của mình á. Thì khi mà thay đổi lượt cấm á, họ sẽ có những cái biến số mà họ không có chuẩn bị trước được. Kiểu là như vậy ha. Chỉ có một trường hợp thôi để họ phá ban bích thôi, là con đó nó lợi hại quá. Con đó tự nhiên ngày hôm đó thằng kia nó đánh ghê quá. Hoặc là đối phương có con tướng nào đó tủ quá à, mà nó đánh ghê quá, nên mình mới bắt đầu mình mới phá ban bích hơn nè. Ra lát em, xong ra lát em. Khai tăng. Ok, hai. À để mới biết về cái. Chứ anh em sẽ thấy là hai bên là đều nắm được cái ban bích của nhau ở trong ván này mà. Hai bên đều nắm được ban bích mà. Nhưng mà chỉ có một vài những cái điểm, ví dụ như nãy Linh nói á. Ví dụ như là cái chỗ này đi. Chỗ này thì nên bích Nautilus nè. Chỗ này nên bích Nautilus nè. Hoặc là cái ván cuối của bên phía của Gam thì Linh nghĩ là thay vì cấm Lulu á, thì cấm con Rakan. À, tại vì cái đội hình này á, gắn vô con Lulu á, nó kiểu như là nó sẽ bị mất đi một cái khả năng tấn công. Nói chung sức tấn công của nó bị yếu hơn anh em. Sức tấn công của nó sẽ bị yếu hơn à, nó sẽ không có một cái nhịp hiệu khống chế đủ mạnh á. Và những team ở Việt Nam mà đánh một cái, thật ra nhiều team ở Việt Nam á, đánh theo cái kiểu là có một cái phương án mở đánh không nổi. Phải chừng 2-3 phương án mở mới bắt đầu đánh nổi. Sao luôn, ta lên ra. Chết, đi chung lên. Qua đây cửa lực. Rồi, ra cái ván này ha. Anh em ơi. Đi chung lên, chung. Rồi. Ờ, anh em ơi, theo được nha, anh theo được. Thấy chung lên. Ta lên ra anh em ơi. Ê, sắp lên. Ê, giữ ra can, người nhắm. Giữ ra can, hết lát. Có gì bên này lại được à? Vì cầm lát, em ơi, vì cầm lát. Sắp được lát anh em ơi. Xì đập anh em ơi. Đánh lên luôn, đánh lên luôn anh em. Bút nó luôn, bút nó luôn. Đây cửa lực lát nha, đây cửa lát nha. Lên kìa, trên chết luôn rồi, chết luôn rồi. Win luôn này, đi win luôn này. Đi được bóng nha, bóng nha. Lên đi chung. Bóng anh em ơi, bóng á. Để không TP được. Đi đâu? Để nào rồi. Đi chơi bộ ra giờ. Đây chết rồi. Ê, đây chết rồi anh em. Tay anh em, tay anh em. VIP. Ta lên ra. Để sẽ giúp được ra càng. Rồi anh em ơi. Cái càng còn lát em. Ở trên luôn đi anh em, đừng quýnh anh em. Ra đều giữ gần lại cho em cho. Ê, phòng mít luôn nè, phòng mít luôn nè. Qua đây. Câu đi em nha. Cầm bớt chỗ anh em, cầm bớt chỗ anh em. Hay nha. Cầm TPN em ơi. Chỗ anh em ơi. Cầm bớt gì TPN em ơi, để ơi. Có TP không em?
Có bắt TP em ơi. Chùi. Chùi chết nè. Lấy đi anh em, lấy đi. Hai giây TP. Hết chiều kìa. Cái nó về nha. Đợi quy ba đợi. Đã cắt hết rồi. Xuống ráng em á. Ai nó thử à? Đúng mà. Hai giây TP nè. Chùi. Phải cản tao đi nè, chùi chết nè. Mấy cái fan này nè. Thật á, ví dụ như coi như vô những cái fan này á. Nó sao ta, phải nói sao cho mọi người hiểu ta. Mấy fan này Ember đừng có múa nữa, tại những cái thời điểm này là những thời điểm rất là quan trọng. Ví dụ như là xác định là thường là sẽ xác định đánh trụ trên. Trụ trên nó có vị trí mà thường là những team sẽ focus vô. Nên em sẽ thấy vô những cái khúc này thì mấy team sẽ call là đánh trụ trên trước nha. Nó kiểu kiểu là như vậy hơn. Thì Ember đừng có múa nữa, kiểu dạng Ember FF nè. FF ngay chỗ này nè, gây sát thương vô trụ để cho Slayer phá cảnh. Đợi đến Q3. Đã cắt hết rồi, đã cắt hết rồi. Kiểu dạng bị múa múa, nhiều khi nó bị... Ai nó thử à? Đúng à? Mấy nó còn lâu nhiều khi nó bị thiếu hít. Lấy trụ trước. Thiếu hít đó nè. Nó thiếu hít giống vô cái trường hợp của Team Well á. Một hít trụ phá nhà kiểu là như vậy. Hãy thở anh em, cố gắng nào. Tiếp nào anh em ơi. Tiếp mà anh em. Mình phải đánh như này chứ anh em ơi. Được nha. Leo tháp. Anh nghĩ bây giờ là mình làm sao cho thằng Bơ nó có cái kèo khỏe thật sự trên top luôn á. Là bây giờ mình ban luôn Chelsea với Vira luôn. Là cho thằng Bơ nó có cái kèo thật sự khỏe trên trận luôn. Cái mộng Bơ nó win mà. Nó lý sinh ra, nghe nó lý sinh ra thì mình chơi Silas không sao cả, được không? Bởi vậy á. Vậy ban Vega không? Bởi vậy anh. Vega anh không có ngại đâu, nó mà chơi Vega thì mình chơi con cáp đi. Nên là ban luôn Vega đi. Cáp sẽ đi nhà. Anh nghĩ ra can đi. Ok, ra can đi, ra cũng được, ra can đi. Ra can chuối hơn. Vậy nếu mà đầu em là bắt em bịt. Trời ơi. Ok, ra can đi, ra cũng được, ra can. Nên là ban luôn Vega đi. Cáp sẽ đi nhà. Anh nghĩ ra can đi. Hơn là ngày Ren còn nó kịp nói được con ra can ngay chỗ này á. Hơn là ngày Ren còn chỉnh được con ra can ngay chỗ này á. Chứ không phải là con Rom á. Tại vì anh em sẽ thấy là trong xuyên suốt cái hai team này đánh á. Mà nó đánh tới ván 4 rồi. Cái mấu chốt ở thời điểm hiện tại á. Là bên phía của SE ưu tiên Jerry muốn cướp tướng của Style. Là hai con xạ thủ mình không nói rồi. Còn hai con rừng á, đang là hai con có khả năng mở, mình cũng không nói rồi. Nhưng mà cái mấu chốt bây giờ là hai con hỗ trợ là con Nautilus với lại con Rakan. À, tôi nói với anh em ở cái đợt này nè, khi mà cái khúc mà vô ban bích ngay cái chỗ này, khi mà ở VRT á, tôi có quay qua, tôi lúc mà đi ngang qua chỗ thầy ba á, là tôi kêu là trời ơi, ngay cái chỗ slot 3 mà nó không bích Rakan. Nó không bích con Rakan ngay chỗ slot 3. Là hơi thấy, tôi thấy cứng cứng rồi đó. Mà phía bên đây cũng không cấm luôn con Rakan. Hơn là ngay cái chỗ này còn á. Hơn là ngay cái chỗ này là còn á. Ok, Rakan đi, Rakan cũng được, Rakan đi. Rakan chuối hơn. Vậy nếu mà đầu em là bó em bị đẩy nha. Ừ, ưu tiên cái chuyện Tham và Tham. Lên sáo đã rồi đánh rồng, đánh thứ giả gì cũng được, hiểu không? Nhưng mà đã xác định là đánh một khi là lá lao vô là băng vô hết, được chưa? Băng vô hết, giết con... Ấy, nhiều khi anh em, nhiều khi coi ban bích của nước ngoài, họ ban bích ghê. Này, tôi không phải là chê Ren hay là chê bên phía của Gam đâu. Nhưng mà kiểu dạng tụi nước ngoài, tụi nó nắm được cái nhịp của ván đấu với lại cái thế trận á, tụi nó nắm hết lắm. Mà một phần là ví dụ bây giờ tôi là người ngoài thì tôi có thể mình thoải mái, mình là người ngoài mình coi mình thoải mái thì mình cũng đã hiểu cho mấy anh em ở phía bên trong làm. Nhiều khi là họ cũng áp lực thời gian rồi, áp lực ván đấu rồi các thứ anh em. Nhưng mà thú thật là coi của nước ngoài ban bích á, tôi rộn da gà luôn. Coi ví dụ coi mấy thanh niên LBL với LCK ban bích, má mình thấy mình nhỏ bé. Mình thấy nó ao trình mình. Không còn cơ hội để mất đâu. Ok, sai. Rồi. Quay tới luôn, cái nữa. Hai. Quay luôn. Quay luôn chung. Rồi. Ôi, đi quay với team này, từ từ. Ra chủ động tay gồng đi, ngon đó. Trong đây có cấp đẹp nè. Rồi. Không còn mất tôi nữa. Mất tím anh kìa. Xúc nó cái lá đó nha, bơi cái thuận bơi. Rồi. Không kéo được. Quân công nha, đợi đĩa.
Anh này sao để không chủ động call ta? Vô đợi xíu để về mua đồng hồ nha. Xong rồi đợi để xuống nha. Rất là nào được. Kiểu như mấy fan này ai muốn cần cái gì thì call lên ha. Ví dụ Ballet nó đang có góc đẹp nè, thì nó chủ động là call. Ê, kéo rồng ra, star rồng đi chứ, star rồng đi chứ. Đó, để tao đang có góc đẹp nè, tụi nó vô tao sẽ mở nè, kiểu là như vậy. Ờ, để con phải call chút xíu. Để call chút xíu là ê, đợi em đáp xuống dịch chuyển nha. Em có đồng hồ nè, về mua đồng hồ đáp xuống dịch chuyển là chú bơ luôn á. Vô đỡ đi á. Anh này kia ra dũng đồ. Sao cả anh em tụi em quậy được à? Quậy được em ơi. Đi hết này anh em ơi. Pha đó thì không phá nổ được của kia ra đâu. Tại vì phía bên đây tan nắng không à. Nên không có phá nổ được của kia ra, khó phá. Anh em nhìn Khải được không? Mấy tình huống này, mấy tình huống mà nó diễn ra trong vài giây à. Anh em sẽ thấy nè, mấy tình huống này diễn ra trong vài giây à. Ê, rất là nào được. 17-20 mà kết thúc combat là 17-35 là coi như kết thúc combat rồi á, có 15 giây à. Mà xử lý một lượng thông tin lớn như vậy, để mà xử lý một lượng thông tin lớn như vậy thì phải, nói chung là cả team phải biết làm cái gì á, thì chỉ cần nói chút xíu là sẽ hiểu à. Mà kiểu như cả team rất là nào được, người này thì làm theo hướng này, người kia thì làm theo cái hướng kia, và không có định hình được một cái phương án giao tranh cụ thể. Nha, tao tin lết đó, cái đó đó. Đi gần nào cũng chết. Đi chưa theo kịp. Chưa nào, chưa nào. Vô đỡ đi á, vô đỡ đi á. Anh đây nè anh em ơi. Giờ đây đó. Đi giúp. Ok. Anh đây chết rồi. Ok, đây chết rồi anh em ơi. Sao cả anh em tụi em quậy được à? Quậy được em ơi. Đi hết này. Chỉ cần có một thằng côn thôi anh em. Chỉ cần có một thằng côn ok, ngắn gọn là bây giờ, ví dụ như đĩa ha, hoặc là ballet đi ha. Ok, bây giờ anh em kéo rồng ra phía bên đây nha, xong rồi đứng thiết lập đội hình nha. Trung đang có góc đẹp nè, đợi đĩa xuống nha. Ở binh cái vị trí rồng ngay chỗ này nè, đó, kéo con rồng ra. Điên cây đứng đây, Ember đứng đây, Slider đứng phía sau. Ember có đúp, điên cây có R, đối phương mở thì ok, có khả năng chống chịu, bung rừng ngược trở lại luôn. Đợi đĩa. Ê, rất là nào được nha. À, nếu mà điên cây mà chết á, ví dụ như fan này điên cây mà lỡ mà chết chay á, nhưng mà lấy được cái chiêu cuối của KT, lấy được chiêu cuối của Jin, cũng là một thành công. Tại lúc đó là Slider thoải mái rồi, Slider bắn free rồi. Liên chơi nè. Vô đỡ đi á, vô đỡ đi á. Anh đây nè anh em ơi, giờ đây đó. Ok. Anh đây chết rồi. Không, cái này tôi nghĩ là xử lý thông tin là một phần thôi. Call là một phần thôi. Quan trọng á, là trong những cái tình huống như thế này á, thì mỗi thằng player đánh tới khúc này rồi. Game này game năm 2022, 2023 rồi mà không biết góc giao tranh là một cái điều mà tôi nghĩ là do bản thân của player chưa tốt. Mấy tình huống này nó đâu có phải là mới đâu anh em, mấy tình huống này nó đâu phải là gì đâu. Đội hình này đánh xuyên suốt nguyên một cái chất tướng như thế này nè, đánh chắc phải cỡ chừng hơn nửa năm rồi, đâu phải là không có biết góc giao tranh đâu. Biết hết mà xử lý không được là do bản thân của player dở rồi. Cái đội hình này đâu phải là đội hình độc lạ gì hay là như thế nào đâu, đội hình hai bên là đội hình rất là quen thuộc. Ê, rất là nào được nha. Nhiều lắm, nhiều cái để mà mình thấy, ví dụ như là mình thấy nhiều cái TP luôn, để TP luôn, để TP ra cũng được đi ơi. Rồi. Mà một phần là như thế này nè, tại vì khẳng định lại với anh em một điều luôn là ở phía bên ngoài anh em mình coi rất là dễ. Nhưng mà khi mà mình chơi game ở phía bên trong, cái tầm nhìn của mình nó sẽ khác. Tầm nhìn ở trong game của mình nó sẽ khác. Lấy một cái ví dụ đi, anh em chơi Liên Minh đi. Lấy một cái ví dụ anh em đánh ranh thôi. Ví dụ anh em đánh ranh cao thủ thách đấu thôi, hoặc như tôi đánh ranh kim cương đi, mình thấy được những cái góc giao tranh.
kiểu là như vậy. Nhưng mà nhiều khi á, mình vô mình chơi game, mình sẽ bị hạn chế cái lượng tầm nhìn lại. À, cái cách xử lý của mình sẽ bị hạn chế lại. Đó, thì mình phải hiểu cho cái áp lực của tuyển thủ nữa chứ không phải là không. Ở đây là mình nhìn ở trên cái góc nhìn là người phía bên ngoài. Nó sẽ... Tại áp lực trong game nó khó hơn anh em. Nói ví dụ đi, ví dụ như khi mà cái giai đoạn mà Linh làm huấn luyện viên á, Linh bắn bắn bít cũng lỗi tay le mà anh em, lỗi chứ. Tại vì lên sân khấu áp lực thời gian rồi đồ các thứ mình không tập trung nữa, đồ các thứ này nọ mình không tập trung, lỗi chứ, lỗi, có lỗi anh em, chứ không phải là không lỗi đâu. À, nhưng mà thì đó là một trong những cái mà thứ mà mình phải trau dồi á, phải tập luyện luôn á. Đầu tiên không gờ, đầu tiên không gờ anh em ơi. Nó vẫn còn lát đấy, cẩn thận nó lát nó mở, cũng còn còn lát đấy nha, nó còn full lát đấy. Rồi. Tuy vẫn còn rờ nha anh em ơi, nó còn. Nhưng mà lùi đó. Ui. Đây đẹp. Được. Thôi được, anh em ơi sao bỏ đi. Nè, luôn rồi. Ai vậy hay nè. Cần đép chung mày. Dạ. Ừ. Gắn đồ đi ra đồ đi ra đôi. Tạm vậy. Để ra đây nó lát lên trời á. Trời ơi tiếc ha. Căn bản là tiếc ha. Chúng tôi chưa có cúp vô địch, còn bạn thì chưa subscribe kênh của chúng tôi. Nhanh tay subscribe. Chúng tôi à, những khoảnh khắc này thì cũng gây nuối tiếc. Bên cạnh đó, nói chung là thể thao mà lúc nào cũng sẽ có hai cái chiều hướng đối lập á. À, đấy, anh em sẽ thấy là vui mừng của Gam thì là một cái nỗi buồn của phía SE. Kiểu nó sẽ có những cái đối lập anh em. Ví dụ sắp tới MSI. MSI anh em sẽ thấy Levi đang cực buồn. Levi đang ngồi ở phía dưới sân khấu đi thẫn thờ. Nhìn ở phía trên sân khấu Faker, Keria, Honor, Judd và Gumayushi nâng chiếc cúp MSI. Một nỗi buồn mang mát trên người đội trưởng captain của Việt Nam. Khi mà để thua Team One 3-2 đầy tiếc nuối ở trận chung kết final MSI. À, những khoảnh khắc đó. Những khoảnh khắc thấm đậm. Cộng với cả nỗi buồn mang mát của Levi là nỗi buồn của hàng triệu người Việt Nam đang theo dịch giỏi trên kênh VZ. Đó, thể thao nó là như vậy. Nhưng mà thú thật với anh em thì qua cái video này thì anh em thấy là có rất là nhiều thứ mà có thể thay đổi được bên phía của xe. À, ví dụ như Ember cần phải thay đổi rất là nhiều. Ember bây giờ đang theo cái chiều hướng là đánh 1-1 à. Đánh chức tướng 1-1 à. Chứ chưa có bao quát team. Ha, DNK cũng mặc dù đánh lâu nè, DNK cũng là một trong những người đi rừng kỳ cựu ở Việt Nam ấy chứ. Nhưng mà anh em thấy nếu mà so với lại một cái đẳng cấp kiểu dạng thế giới thì chắc là DNK chưa vươn tới được đó chứ. Nói chung vẫn đang còn nhiều cái cơ hội lắm. Ballet. Nói chung team này đang có Slider thì ok nhất, ổn nhất. Ha, địa thì cũng còn nhiều cái cập rập. Ballet cũng vậy. Có Slider mùa này đang có phong độ mà mình thấy Slider ok nè. Còn những thành viên khác thì nhiều kiểu như là cũng nhiều cái để có thể thay đổi để sửa nè.